Vừa lặn xuống tới đáy thì Thọ phát hiện phía trước có một con ốc kim khôi kìa mọi người, quá may mắn luôn. Mọi người nhìn kỹ theo ánh đèn pin của Thọ kìa sẽ thấy nó. Để Thọ lại gần cho mọi người xem nè. Ốc kim khôi là một loài ốc khổng lồ thường sống ở các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nhé mọi người. Loài ốc này thì nếu mà vỏ đẹp thì sẽ đem về bán theo con, theo ký luôn gom. Một ký như thế là 100.000. Phía dưới có một con hải sâm ghê kìa mọi người. Thường thường thì khi lặn nước sâu thì anh em sẽ đi cô lên so với dưới đáy biển để cho nó tránh ấp sức cô quá. Rồi khi thấy hải sản thì anh em sẽ lặn xuống và bắt nó. Phía xa có một con ốc kim khôi thế kìa mọi người. Con này nó đang ở dưới cót. Thường thường thì loại ốc kim khôi này thì nó sẽ ở những bể cót ven cót đằng sông hô. Vì nó hay đùng dưới cót các mọi người. Loại ốc này thì con khảo một con khoảng 2 đến 3 kg luôn mọi người. Thịt của nó cũng rất là ngon. Con thứ ba này nè mọi người. Chắc Thọ đi trúng điểm rồi mọi người. Loại ốc này chúng sẽ sống theo điểm nha mọi người. Khi gặp điểm như thế là có thể một hai được khoảng mấy chục con luôn đó mọi người. Thọ để Thọ bắt con này rồi Thọ sẽ đi tìm những chỗ khác coi thử kẻ có không. Nếu mà may mắn gặp điểm thì anh em sẽ bội thu luôn. Đây con thứ tư rồi nè mọi người. Từ xa Thọ đã thấy đó nè. Con này nó có mấy cái riêu mọc trên lưng luôn. Chắc con này cũng già lắm rồi nè. Những con già thì nó sẽ hay đóng riêu trên lưng. Còn con non thì nó sẽ không có nha mọi người. Ốc này thì bình thường nó hay trùng dưới đất lắm. Con thứ năm rồi nè mọi người. Rồi trúng điểm rồi mọi người ơi. Chắc anh em khó cũng đang có nè. Chỗ này là điểm mới anh em mới phát hiện ra. Nên là trước khi lặn cũng hy vọng là bội thu lắm. Một con ốc như thế này thì nếu vỏ xấu thì anh em sẽ lên lấy ruột ra, còn bỏ vỏ, ruột thì bán khoảng 400.000 một ký. Wow, con thứ 6 rồi mọi người ơi. Chuyến này bội thu ốc kim khôi rồi. Một con như thế này thì bán cũng được tầm đâu đó khoảng 200.000 nhé mọi người. Nên là nãy giờ Thọ được hơn 1 triệu rồi đó mọi người. Loại ốc này thì bóp gõ quẹt sò sả ớt ăn rất ngon luôn. Nếu mọi người có điều kiện thì mua ăn thử nhé. Con ốc kim khôi thứ 7 rồi nè mọi người. Ở chỗ Thọ thì ốc này người ta hay gọi là ốc ngồi nhé mọi người. Còn trong dân làng Phú Quý thì người ta hay gọi là ốc tơ bồ. Sở dĩ Thọ gọi tên ốc kim khôi đó là tên khoa học của nó. Thọ gọi để cho mọi người nếu muốn tìm gì thì lên Google tìm cho nó dễ. Thịt loại ốc này thì màu vàng rất là xinh và rất là ngon luôn. Mọi người nếu có điều kiện thì liên hệ Thọ để mua ăn thử nhé. Vào Thọ phát hiện một con mực non. Con này khoảng 3-4 kg gì đó mọi người. Mực non thì thương lái ít mua sống lắm đó. Nhưng mà Thọ bắt sống để cho mọi người xem. Vì khi chĩa nó sẽ xịt túi đen ra, mọi người không thấy được. Mực non này thì Thọ bắt về bán khoảng 150.000 đến 200.000 một kg nhé mọi người. Con này thì khoảng 3 kg đó mọi người. 3 kg thì có khoảng gần 500.000 rồi. Phía trước mọi người thấy cái gì không? Phía trước là một con hải sâm ấu tai nhé mọi người. Còn hay gọi là hải sâm thơm. Người ta gọi hải sâm thơm tại vì là khi con này mà ngâm rượu thì rượu nó sẽ có mùi thơm nhé mọi người. Loại này thì giá cả cũng như hải sâm ga. Chỗ ngoài Thọ thương lá mua là khoảng 250.000 một kg tươi nhé mọi người. Kg tươi tức là con như thế này về căng luôn rồi mọi người. Ôi một con hải sâm ga thứ hai này mọi người. Hải sâm ga cũng thương lớp cũng mua 250.000 một kg nhé mọi người. Kg tươi như thế này tức là còn ruột luôn đó mọi người. Chỗ này Thọ phát hiện phân của hải sâm này mọi người. Đây là phân hải sâm nó đi ăn nó thẻ ra nhé mọi người. Thấy phân hải sâm thì tức là gần đây sẽ có một con hải sâm nào đó. Bây giờ Thọ sẽ tìm xung quanh để coi con hải sâm nó nằm ở chỗ nào. Con hải sâm này không biết nó bò đi đâu sao mà nãy giờ Thọ so xung quanh không thấy luôn. Hay là có anh nào bắt rồi ta? Để Thọ so kỹ rồi coi thì có không. Chứ không có bỏ là tiếc lắm mọi người. Đây, đây rồi mọi người. Một con hải sâm ghê vàng rất là to luôn. Hay chứ không, nếu mà Thọ bỏ đi sớm thì mất con hải sâm mất rồi. Phía trước là một con ốc kim khôi nữa kìa mọi người. Con này là con thứ 8 rồi nha mọi người.
Ốc kim khôi này thì mọi người mua về chế biến thành món như là bắp gỏi nè, luộc chấm muối ớt hoặc sò sả ớt ăn rất là ngon luôn mọi người. Thịt của ốc này thì nó mềm và ngọt, nó thịt nó rất màu vàng rất là đẹp luôn. Con ốc kim khôi thứ 8 đây nè mọi người, hai cái bãi cót này thọ phát hiện con ốc kim khôi đằng trước đây nè, để thọ di chuyển là con ốc kim khôi đó. Ốc kim khôi này thì cũng có rất là có giá trị luôn, một con như này thì bán được khoảng trăm mấy nghìn ở trên mọi người. Vỏ đẹp thì nó sẽ có giá hơn, tại vì họ mua gì họ chơi đồ mỹ nghề nữa mọi người. Ở cái bờ cót này thì thọ phát hiện thêm một con nữa mọi người, đằng trước kìa mọi người chưa thấy nhưng mà thọ thấy rồi đó. Thì đèn pin này nó xoắn rất là xoa luôn, lạng quang thì anh em xoa rất là xoa để tìm hạt xoắn cho nó nhanh có nữa mọi người. Và tinh mát thì mới được nhiều được. Còn thứ thứ 9 là đúng không ta? Tiếng này anh em điểm này bầu thu ốc kim khôi rất là nhiều luôn. Thọ cùng anh em phát hiện một cái hon tâm tích nè mọi người. Bây giờ anh làng chung sẽ lấy một con cá để làm mồi nhứ con tâm tích cho nó dùng có còn. Nó bám vào cái thịt con cá cho mọi người, để tránh mình thò tay xuống mình bét là nó không có búng mọi người đó. Nó bám vào cá vậy rồi anh em sẽ lấy cái tay đấm cái con của nó là trước, rồi đó mới từ từ thò một tay nữa xuống hoang nó mà kéo con tâm tích lên. Nếu mà không dùng cá để cho con tâm tích nó khóa, nó bám cái cọc còn vào thì mình thò xuống nó sẽ búng nha mọi người. Mà tâm tích này chân nó rất là bén luôn, nó búng là đứt tay tới xương luôn nha mọi người, và rất là khó cầm máu, rất là nguy hiểm luôn. Nên nếu mà anh em bác không quen là cẩn thận, chứ không là nó búng đứt tay hết luôn đó nha mọi người. Con ốc kim khôi thứ 10 rồi mọi người, con này anh em ngó bầu thu rất là nhiều luôn. Ốc kim khôi được, ốc kim khôi này thì nó rất là nàng bạc luôn. Nãy giờ thọ nước gặp nước chảy mà gặp nhiều ốc nữa, đi mỏi chân nữa nha mọi người. Con này thì nó còn hơi non nè mọi người, nó hơi non nên là cái vỏ nó tráng, nó không đóng riêu nhiều. Anh đây đang bắt một con tôm tích nữa nè mọi người. Này đó, nó bỏ có vô là nó lấy cái còn nó chụp lấy con có để nó bắt mồi đó mọi người. Tâm tích này thì ba con khoảng 1 kg nha mọi người. Có nhiều con nàng to hơn thì khoảng 5-6 lọn, có con 7 lọn là mọi người. 1 kg như thế này thì thương lớn mua khoảng 800 ngàn đó mọi người. Wow, một con ốc kim khôi nữa nè. Con này hình như còn nhỏ nè mọi người. Đây, do nó chưa có đóng rong nhiều, nó còn nhỏ nè mọi người. Con này thì khoảng tầm 2 kg đó mọi người. Thọ được con này là con thứ 11 rồi. Con tâm tích thứ 3 là tâm tích này thì khi bác thì phải dùng có làm mồi, và khi đem lên nuôi sống thì phải bỏ mỗi con vào riêng một cái chai nước suối nha mọi người. Nếu mà không bỏ vào chai nước suối để tách riêng nó ra thì khi nuôi dưới kiệt nó sẽ dùng cái con cán nhau búng nhau thì nó sẽ gãy con và nó cháy khét. Về không bón được bao nhiêu nên bắt buộc anh em lên phải bỏ riêng nó ra. Thọ phát hiện thêm một con hải sâm gơ thứ 3 rồi. Hải sâm gơ thì đa số sẽ về dùng nấu súp để bồi bổ cơ thể. Wow, đây là một con hải sâm tốt kìa mọi người. Mọi người có thấy nó giống trái tố không? Sợ vậy nó giống trái tố này người ta mới gọi là hải sâm tố đó mọi người. Là hải sâm tố này thì về bón muối mạng, về bón cho thương lái khoảng 2 đến 300 nghìn 1 kg nhé mọi người. Đây con thứ hai rồi, và được con thứ hai rồi nè. Hải sâm tố thì giá chỉ bấy nhiêu thôi. Chỗ đắt nhất là hải sâm vú tráng nha mọi người. Hải sâm vú tráng thì khoảng trên 1 triệu 1 kg lận. Chỗ này có một cái hòn tâm tích nè mọi người, để thò di chuyển đèn pin là gần cho mọi người xem. Đây nè, có hòn tâm tích nó lòm như thế này mọi người. Có một cái đồng cót này, nhưng mà nó có cái lỗ, có con tâm tích trong đó mọi người thấy không? Cái con này thì nó nhót hay sao mà nó ở dưới sau, chứ nó không có thò cái đầu ra như mấy con khống nha mọi người. Thường thường thì nó sẽ thò cái đầu ra để nó săn mồi. Bây giờ anh làng chung sẽ dùng cái để nhứ nó
và bác nó nè. Con này hình như nó hơi nhót, nó xài đèn pin nên là nó không có dám thò lên như mấy con khấn nha mọi người. Nếu mà gặp mà con khó bác như thế này là anh em phải kiên nhẫn, từ từ rồi dùng cá nhớ nó để nó lên nó bác quá. Chứ nếu mà lật đật quá, làm mạnh quá thì nó sẽ xà và nó sẽ thụt luôn, nó không lên nữa. Nên là bác ở đây nhiều khi gặp con khó là phải có tính kiên nhẫn chứ nóng nảy là hư bột hư đường hết đó mọi người. Đây, anh này phải thò, đó, nó tha lanh đó mọi người. Chụp được cái con nó như thế này là giữ rồi, sau đó lấy một tay là thò xuống kéo từ từ nó lanh nha mọi người. Nếu mà không kéo được cái con lanh là không có, có bắt được nó. Thò được con hải sâm ghê thứ 4. Hải sâm ghê ở ngoài đổ Trường Sa của Hoàng Sa thì con rất là to, nên về Thiên Lế Dầu Thọ mua theo ký, chứ nó không nhỏ như con ở gần bờ nha mọi người. Đây, đây có một cái hòn tâm tích nữa nè mọi người. Hòn tâm tích này nó làm hòn dưới một cái bể đá sân hô chết luôn. Con này thì nó ló cái đầu lên lên mọi người, không có như con hồi nãy mà nó thụt xuống. Đó, nó ló cái đầu lên, nó dùng hơi con mép nó nhìn để nếu mà có con cá nào đi qua nó sẽ chụp nó sang mồi. Nên anh em mình cứ dùng cá chết để nhớ nó. Đó, hơi cái con nó bấm vào cái đuôi và xong chụp hơi cái con. Chứ nếu không thò tay xuống là sẽ bị nó búng chảy máu liền nha mọi người. Đeo mấy lớp bô tay như thế nhưng mà đứt luôn đó mọi người. Cái lực búng của tâm tích này thì khoa học đã chứng minh rồi, nó có thể dùng cái con này mà búng những cái vỏ sò nót ra luôn để nó ăn, nên là khi bác anh em phải rất là cẩn thận luôn. Loại tâm tích này thì thịt rất là thơm ngon, mọi người ăn thường hay có nhận xét là nó ngon hơn thịt tâm hùm luôn mọi người. Còn đối với thọ thì thấy tâm hùm hay tâm tiết gì nó cũng như nhau à. Chắc là thọ ăn nhiều rồi nên nó ngón nó không có cảm nhận được nữa. À, thêm một con ốc kim khôi nữa. Con này là chắc con thứ 12 rồi đây. Nãy giờ mon có vật ốc kim khôi đây, thọ muốn xỉu luôn rồi. Thọ thì làm bằng chân Việt nên là chủ yếu dùng sức chân để di chuyển nhé mọi người. Nếu gặp nước chảy thì di chuyển cũng rất là khó khăn luôn, rất là mỏi chân. Đây một cái hòn tâm tích nữa nè mọi người. Bây giờ chỗ này khúc nước chảy rồi, thọ sẽ để cái đèn pin có máy quay đặt ngay đây và thọ sẽ tiến hành từ bắt tay cho mọi người xem. Thường thường quay dài thì mọi người sẽ dễ xem hơn, tại vì là cái máy quay nó đứng một chỗ nên là nó không có di chuyển, như thế cũng dễ nhìn hơn. Chứ nếu mà thọ cầm tay quay ấy, thì nước chảy thọ phải hoạt động cơ thể nên là có máy quay nó rung, nên mà nhiều khi mọi người coi sẽ không được đẹp bằng thọ để máy quay như thế này. Đó, con tâm tích theo thấy gần cảnh nó dùng hơi cái con bấm vào cá mọi người. Đó, và thọ sẽ nắm hơi cái con của nó đây, giữ lại và kéo lên. Tâm tích này là nếu mà gặp trúng nó mà có trứng thì ăn rất là ngon luôn. Tâm tích mà có trứng là thịt nó nhiều lắm mọi người, nó rất là nàng luôn. Ở cái lưng sẽ thấy nguyên một cái hòn trứng luôn. Thường thường người ta tâm tích trứng cũng giống như cua gạch đấy, nó có được trứng nhiều là nó sẽ rất là ngon. Con này là con đực nha mọi người. Con hải sâm ghê thứ 5 rồi nè mọi người. Hải sâm ghê này thì sẽ bón tươi 250.000 một ký hoặc bón muối khoảng 900.000 một ký nha mọi người. Con hải sâm ghê thứ 6 rồi. Anh em nãy giờ bầu thu rồi, chắc họ cùng anh em sẽ chuẩn bị lên thôi mọi người. Làng thì một hai như thế này, nước sau thì làng khoảng một tiếng thôi nha mọi người. Chứ làng lâu quá thì sẽ rất là hại cho sức khỏe. Còn nước còn thì mình có thể làng 2-3 tiếng. Đây là thành quả 2 vừa rồi của anh em nhé mọi người. Ốc quá trời là ốc luôn. Mọi người thấy, nhìn thấy đã không? Đây, và có mấy con hải sâm bố nè mọi người. Đây hải sâm thơm nè, hay là hải sâm mấu tơ đó. Thôi thôi chứ, nào hơi mọc đâu giờ thứ hai mà.